Chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe thông tin cập nhật giá hồ tiêu ngày 27 tháng 5 năm 2021. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Các bạn xem video đừng quên ủng hộ miễn phí cho kênh, một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, kết thúc phiên giao dịch chiều qua thì giá hồ tiêu giao ngay tại sàn Cochi Ấn Độ đã giảm đi 450 rupee trên tạ và xuống mức giao dịch là 40.000 rupee trên tạ. Nếu quy đổi theo tỷ giá chéo của đồng Việt Nam với đồng rupee Ấn Độ, được ngân hàng nhà nước áp dụng tính thuế xuất nhập khẩu, 1 rupee là 316,61 đồng Việt Nam, thì hiện giá hồ tiêu giao ngay tại sàn Cochi Ấn Độ tương đương với mức giá là 126.000 đồng 1 kg. Đối với giá hồ tiêu trong nước, theo ghi nhận đầu giờ sáng nay, giá hồ tiêu trong nước vẫn duy trì đà tăng. Mức giá được thu mua từ 68.000 đến 71.000 đồng 1 kg. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá hồ tiêu được thu mua quanh mức là 69.000 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai, mức giá là 68.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu vẫn duy trì với mức giá là 71.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá tiêu tại tỉnh Bình Phước vẫn ở mức là 70.000 đồng 1 kg. Còn đối với tỉnh Đồng Nai, giá hồ tiêu hiện đang được thu mua quanh mức giá là 68.000 đồng 1 kg. Thưa các bạn, tính từ đầu tuần đến nay, thị trường hồ tiêu trong nước diễn ra sôi động hơn hẳn. Nguyên nhân được cho là dòng tiền xuất khẩu quay trở lại, giúp các đơn vị xuất khẩu mua vào để thực hiện các đơn hàng mới. Tính bình quân từ đầu tuần, ở các địa phương, giá hồ tiêu trong nước đã tăng từ 3 đến 4.000 đồng 1 kg. Thưa các bạn, tình hình xuất khẩu hồ tiêu đang có dấu hiệu lạc quan hơn khi giá hồ tiêu đã tăng sau 3 tuần đi ngang. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã nhận được đơn hàng, trong khi nguồn cung các vườn đã cạn do thời điểm này đã kết thúc vụ thu hoạch hồ tiêu. Do vậy, theo ghi nhận, lượng hàng hóa giao dịch không lớn. Điều này đã đẩy giá tiêu liên tục tăng trong những ngày cuối tháng 5 năm 2021. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu ngày 27 tháng 5. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.